rồi nó lông lên gió đánh lắm mới lấy mình bị ti hả. Để ăn 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 như bác mà cô quen cũng bị đó. Cô ghi cái số chị mà thì em nhớ điên lắm bé bé chị hai điên đứa sườn phải bé điên bé điên lắm mà việc lắm cái chuyện đấy mà chị nó cũng bị đau tiệt như thế quay như ruột mình rồi chứ thôi đau cực bậy lắm ngay một bộ mặt hết ha dạ tám chục con bụng mà nếu mà bụng mà đau đứng cực bậy lắm kia bà ăn bạn mang luôn bạn hả cái gói đặc biệt á, gói không gói gói chiên sâu á, cái gói chiên sâu đó các chị, cái gói nhiều tiền nhất á, của chị là bán mắm nước à, chị lấy đỏ ấm mù mắm, chị bà bán mắm là hồi xưa là em làm bả đó, bả hả, hồi xưa là em làm neo cho bả, cái thời xưa luôn á. Bà hay qua làm nail, bà lùn lùn mập mập. Nó làm trong kiệt luôn à? Em làm kiệt 6. À, hồi xưa, hồi mười mấy, cái đây mười mấy năm là em làm kiệt 6. Hồi nãy em thê cái chỗ nhỏ chút ác á, bằng lỗ mũi thiệt nhỏ lắm, đi không lọt nữa. Nó trong tự thân vận động lên đi ra. Rồi, thành công rồi đó, Nắm lỗ mày rồi. Chị đón hứ. Ba mày hả? Dạ. Em mới có 2 con. Hồi này 40 tuổi đã thành công là tốt mà đây ba mày tuổi mới thành công là tuyệt vời đó. Rồi, nó dọa nó chưa được, coi chứ tiện lên là bước có thang bực một rồi đó. Em bước 2 bậc lần chị. À, dọa đưa là từ cái tẻ. Nó dẫn em đi lúc ngoài em bước 2 bậc mà em tức cười. Không, cái nói là em đi thiệt á, em hay đi quen nữa rồi. Không, đi 2 bậc. Chẳng qua là chứ em khỏe thôi chứ em được rồi, nhiều khi lần xài chứng đừng giật đâu. Không, em bước quen hồi xưa em chờ nữa rồi. Ai cũng cười hết trơn. Con em vẫn thấy em là đi mẹ đó mà bước chi mà 2 bậc luôn ghê đó. Từ chậm rãi. Bước mồm đó, em đi cầu thang mồm đó hết trơn. Cái tính nó quen rồi vì nó vội đi. Phải bước cho nhanh luôn. Nhanh động luôn. Khỉ dạ, đi thằng máy là mà không bước gì nữa, lo cái tỉnh thằng bước chứ đừng cho thằng bước cứ bước hai cái thang lên tôi. Nhà chị đó năm tầng cũng có thằng máy đó. Mà chị thích đi thằng bụng. Đi giống tập thể dục thôi gì đâu. Sáng cái đi ra đi sáng cái chạy lên chạy xuống vàng con lông nói chơi bác sĩ nói đi tập thể dục không nên đi cầu thang đi đường bằng cầu thang là bị khớp cái đầu cái đi ra bơi nó bị vướng nó bị đỡ luôn vướng bị khớp đó em mua máy chạy bộ mình chưa chạy rồi đúng hồi này tập thể dục có phải lên cầu thang đâu tụt đâu cầu thang là đi không mình đi bộ từ chị đừng có mình vốn đừng có chạy mà mua mạch thì mình nghĩ em cũng bị khớp rồi. Em bị nhiều cái lắm, nhiều bệnh. Thì nói tới lên có tháng xuống có tháng tập thể dục đâu phải. Đi chập rồi bị khớp. Chị bị đứt dây chằng. Thầy bổ nấu dây chằng đây mà bác sĩ vẫn khuyên là nên đi tập điền thang chứ đừng. Mày nhớ. Nói chung là đừng có lười quá là được. Lười là nó sẽ người mình nó không có hoạt động, không có sản sinh ra những cái ấy làm việc nó không làm việc là nó đưa lại nó chết hôm nay chị đi vô cả qua cùng nhỏ nhỏ nữa chị là chị có ở nhà lớn đi tên là nó đi chị vẫn đi vẫn đang quá nhà lớn chị là quá nhà lớn nha nhưng mà đang tìm lắm đang về chị thử mới lấy mới đang đóng cửa thế à, thấy quá chị sẽ đẹp xe máy ở ngoài ai cũng chưa chơi à với chị nên em quá cái nhà lớn kia họ quen rồi khách đang đi tới đó cái là ý là nhà nó bất bực luôn mà cái đi vô hỏi giúp hỏi xuống giờ em mới về đây á này thì cái clip thì loan lam và đồng ý giúp khi thầy quay lên mấy cái clip nó mình tưởng cho đo nghe tại thực tế không tại vì em làm bên đây em quay lên mà không là đã chị thấy có cái như quay cái clip mà lại chứ ría mà chị lại tưởng là nhờ cho đo chị tưởng lại những thực tế chị thấy loan là ý chán đấy chứ đâu phải ấy dạ thì có thể mấy cái clip mất việc của ai nhưng mà thầy lấy cái chắc chứ đi ngon của em đa số à được hả
mới chuyển bị mới nổ thang trên mạng đó ha. À, đã trên mạng đó. Bác chị nói đi. Em là chị cũng tin. Nhì Việt Nam mà. À bác chị nói đi. Chị thấy Loan chị. Clip em nhiều nhất. À. Nhiều nhì Việt Nam. Nhưng mà Loan đăng lên Loan lắm, không nói tên tôi còn Loan lắm chị thấy đi thôi. Cũng có ghi em có ghi Loan mà. À, đôi khi em ghi tên khác là em ưng ghi để cho vui. Bác chị nói đi. Chưa gì mới thấy rõ ràng, lấy clip đi chán. Nổi tiếng quá rồi nên cần phải gây tên Loan. Một không ơi, có bị mở bác xe ba Loan đi không? Không bị làm gì hơn xíu. Không, đâu đơn giản đâu chị. Nói mà chuyện không thể là cái nghề mình vận mình đâu còn ngạn đâu nó. Cái khi mà làm thật thì nghề mình vận mà mình sợ. Mỹ chứ mụn nhiều không chị? Ồ, em là nổi tiếng bên Mỹ nhiều hơn á. Tại vì em là YouTube á. À đúng rồi, có tiếng. Chứ chứ ngã chi ngã. Thật ra ở Mỹ họ biết em nhiều hơn là ở Việt Nam á. Mụn kia mà phê ghê đi trời. Cứ nhiễm cũng ghiền. Đúng rồi. Một miếng ngứa, một miếng không biết có ngứa không chứ em thấy là em đoán là nó sẽ có ngứa đó. Ngứa không cô? Không à. Một ẩn thì sẽ gây ngứa mà đó không ngứa à. Vì cô có cái là cô cũng hay các sự rửa mặt với là cô. Không, tại vì nó nằm trong đây là nó gây ngứa. À được à. Nhiều người ngứa. Máy rồi cô chạy 10. 10 à. Thôi thua cô quen tưởng đó. Hai ông cũng to to như nhau chứ thì. Cô có bạn cũng cỡ cỡ rồi chứ em 18 thôi, em 18 thôi. Có ông đi coi được mấy con kia? Dạ rồi, cô có mấy cái lan thôi. Dạ đúng rồi. Ông cô ni vừa cũng chưa gọi là ái lắm, không phải bé phì, không phải bé phì nhưng gọi là hơi tròn tròn người thôi. Nó hơi tròn tròn cho em đỡ buồn. Sợ. Không mà phải như rứa chứ tậu hắn sao nếu mập là cực lắm luôn á. Mập là một vấn đề là rất là dữ lắm đó chị, mà cho nan giải luôn. Bảo ai mà không còn được. Không mà to quá tậu hắn chứ. Bắt đi đập sẽ đập, sáng bắt đi đập sẽ đập. Thì phải chứ. Chủ trừ mình sợ hắn chứ hắn đâu sợ mình đâu. Bỏ bỏ cho nó thích đi cho họ con đi buồn, ổng con đi cho trong vẫn đi cho thằng bạch trong khỏe đúng không? Nhà mày cũng những lý sạch. Thế là ổng đi đâu quên rồi? Đi Úc. Trời chứ ít bữa nữa là đi qua nó là phải mua thuốc đem qua đó. Đem qua đỡ bình hai bình, khi mua hết thì gửi qua chứ. Trước khi đi thì phải đem hai bình đó chị, cỡ hai bình là được rồi. Hai bình ba bình kia mua đẻ đi đó. Ông bà chừng trước cái lúc của em chị thấy cái bản xiên rồi nha. Tại vì ông thấy đỡ. Hắn phải thấy đỡ hắn mới sức chứ. Đi chơi bị rớt cái gì mà thấy là lo. Hắn đứa mồ cũng rớt, hắn phải thấy cái hiệu quả của hắn, hắn mới ấy. Chứ không hiệu quả thì hắn đâu có ấy. Ông đi lên tiên thì ông đi hầu như là đạt mặt luôn. Hôm nay là mấy ngày quay lại là có rồi. Đúng rồi là chị đi bóng thứ Nam kia mà do dẫn đi Sài Gòn để khám sức khỏe. À. Đi tới cái bãi bên về mà qua bãi khóc. Nếu mà chị nghĩ giờ trừ giờ cũng đỡ đó chứ. Có ngại đó đúng không? Chị ơi, có ngày thì cái giờ trưa đó không đó. Nhưng mà hiếm là giờ trưa hiếm lắm. Nói chung rất là hiếm. Giờ trưa là thường thường ít người đúng không? Thì sao thì đi cũng dạ. Nói chung cả tầm 1 giờ, 2 giờ, 1 giờ. 1 giờ vậy? Dạ. Trời ơi. Tại nhìn cái lòng luôn á. Năng lòng á chị, nằm bên lòng lòng. Tất cả cục mụn đều nằm trong năng lòng. Đó là bác sĩ dữ liệu đó. Trời ơi, bác sĩ hôm qua em. Bữa hôm qua, ông nói ông dẫn con đi. À, cái xong em đang tiêm cho chị nữa mới ha, tiêm mặt cho chị nữa. Xong rồi cái bà hỏi là em tiêm sao, cái em cái vừa rồi em tự tiêm cho da em.
cái bà kêu đang tự tìm hay đó, cái ông kêu ồ anh là bác sĩ đấy mà anh cũng không dám tự tìm tự tìm hay đó đó, giờ vậy đó, nó bác sĩ đâu họ vẫn dẫn con ở đây làm vậy đó. Nè không nói chứ bác sĩ bên bác sĩ da liễu á, con cái giám đốc bên bệnh viện da liễu đồ luôn nghe, dặn cháu con chị đó hồi trước đó, đây qua đây nè, không biết bữa hôm trước nghe nói rồi đó, nghe nói thôi chứ em cũng không biết là ông mua, ý là cái người nhà đó nói là nhà này là con đồ trong trong đó đó mà vẫn phải qua đây làm. Vô tình là đi nè, em hỏi đứa nhỏ mới nói chứ không phải là người lớn họ không nói. Họ không nói. Thế là hỏi em làm chi rồi bố mẹ.